Nhiều nhân sự view hơn, có phải lúc nào cũng tốt hơn? Vạch trần chiêu trò i9 cao cấp của các cửa hàng. Đây là một con CPU Intel Xeon E5 2686 V4 với 18 x 36 luồng, giá trị khoảng 700.000. Còn đây là một con Intel Core i9 12900KS thế hệ thứ 12 với 16 x 24 luồng nhưng giá hơn 7 triệu. Vậy tại sao con 12900KS có số nhân và luồng thua kém mà lại đắt gấp 10 lần? Lý do nằm ở chiêu trò quen thuộc của nhiều cửa hàng thiếu đạo đức. Khi quảng cáo CPU, họ chỉ nêu số lượng nhân và luồng mà bỏ qua những yếu tố cực kỳ quan trọng khác như tiến trình sản xuất, xung nhịp cơ bản, xung nhịp boot. Ví dụ, các bài quảng cáo hay mô tả, một CPU được gọi là Intel cấp i9 với 18 x 36 luồng có thể đè bẹp 12.900K, nhưng thực chất, con E5 2686 V4 đó chỉ có xung nhịp cơ bản là 2,3 GHz, xung nhịp tối đa cho một nhân cũng chỉ 3,3 GHz. Ngược lại, con 12900KS có xung cơ bản 3,4 GHz và có thể boost lên tới 5,5 GHz, vượt xa E5 2686 V4. Hầu hết các tựa game, đặc biệt là game online, đều phụ thuộc rất nhiều vào hiệu năng đơn nhân, CPU E5 dòng thấp với xung nhịp quá yếu sẽ không thể khai thác tối đa sức mạnh của các đồ họa, dẫn đến tình trạng GPU không thể hoạt động hết công suất, GPU load không full, chơi game không mượt.